<laughs> Mừng chào các bạn trở lại với kênh Bầm Roblox nghe rồi Thấy cái gì không? Thấy cái gì không? Game sờ KBD Tower event có cập nhật mới Update số 7-11 Không cần đọc, không cần đọc ở trên đây Chỉ cần biết là nó có những cái con unit mới rồi đó các bạn Nè, 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 nè ba cái con unit mới này ở đây nè Còn các bạn mà muốn nhìn thấy nó kỹ hơn á Thì các bạn bước vô cái dòng bên này cho Bầm Ha Limited tham tri tay thần press nó có một cái hộp mới và cái hộp này các bạn sẽ phải mua bằng gem và hiện tại nó đang ít hai gem ngon lạnh ngon lạnh ngon lạnh luôn thôi, thôi thôi thôi, thôi, nhưng mà coi bốn con mới là gì nhưng mà cái này ở làm màu đen rồi này kia ở nhìn hay ho hay ho hay, ho các kiểu nghe rồi con đầu tiên là lá tv speaker Boom. Um, Ừm một con epic với lại cái hiệu ứng gọi là speaker blast chữ blast đây có nghĩa là cái vụ nổ đó các bạn Ừm. Um, the speaker blast burn Ừm um, có nghĩa là tạo ra một cái vụ nổ mà nó có khối lửa đồ này kia đó các bạn sẽ gây ra 15.000 đam cho những cái con unit xung quanh rồi tiếp theo là con hiu TV Women, một con legendary với lại cái uh, kỹ năng đặc biệt là stun heal. À bây giờ này các bạn cái con này nó đã 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 gọi là giống như con Medit ở bên Toilet Tower Defense đó các bạn. Nó chống stun, nó chống stun cứ mỗi 30 giây nó sẽ chống stun một lần. Nó gọi là basily có nghĩa là tự kích hoạt các bạn. Đọc tiếng anh như tiếng Việt. <laughs> tiếp theo là gì? Uh, upgrade titan speaker bựm uh, một con mít này mới blast pin uh, blast nãy nói rồi đúng không blast nó gọi là cái vụ nổ còn pin nó là một cái tia các bạn nó uh, cái, cái 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 tia vụ nổ gọi gọi gì đi có nghĩa là nó sẽ tạo ra những cái nhát chém đó các bạn thì khi mà cái nhát chém như vậy nó sẽ tạo ra những cái vụ nổ và gây ra năm ngàn dam ngon 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 subsonic uh, subsonic là gì trời không hiểu không hiểu Nhưng mà đập ra Tạo ra 5.000 đam Cho những cái ba con unit Gần đó trong vòng 6 lần À hiểu chưa các bạn Có nghĩa là những cái con toilet đó các bạn Khi mà nó đứng gần cái con updated titan speaker boom này đó Nó sẽ chịu 5.000 đam 3 giây một lần Và nó sẽ chịu trong vòng 6 lần Tiếp theo là con chi titan boom ly các bạn ơi Chi titan bùm nha from head for phones that it can transport into không hiểu các bạn ơi bùm tạm hiểu nó có nghĩa là nó giống như nó hút cơ các bạn transport là vận chuyển vào bên trong nó có chắc là bốn cái đòn hút hay gì đó bùm không biết radiation thì quá dễ hiểu rồi nó là bức xạ các bạn hiểu một cách đơn giản là nó rút một lần năm phần trăm máu tối đa của những con toilet trong vòng 20 giây và mỗi giây nó rút 5 phần các bạn đam quá trời quá đất luôn rồi Nhưng mà thôi như vậy nè các bạn hiện tại là bầm đang có 1.000 xem đúng không Bây giờ chúng ta sẽ nhảy vô đây chúng ta làm gì các bạn biết không mua được 4 hộp đó mua trước ba hộp nè quay đều ra còn gì ra còn gì ra còn chi tài thành bầm đi ra chi tay thành bầm đi ra chi tay thành bầm đi hồi hôm nay con này lỏ lắm trời chơi 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 <laughs> tôi kệ các bạn Có được lá TV speaker bầm Với lại hiệu TV quy bầm rồi Mở thêm một cái lần nữa Mở thêm một cái lần này nữa Biết đâu được ra Titan speaker bầm Upgrade it Titan speaker bầm Upgrade it Titan speaker Ủa không có thấy cái con nào vậy trên gì nè gò gọi gò gọi luôn Lỏ luôn không sao các bạn, không sao các bạn Dù gì chúng ta cũng đã có hai cái con unit để mà chúng ta review rồi nhầm nhò gì đâu Chúng ta đã có cái con gì? Lá TV Speaker Bầm với lại cái con Healer TV Wee Bầm. Ok, chúng ta vào test liền hai cái con unit này luôn nha Thì Bầm vẫn chưa có biết cái sức mạnh của nó là gì đó các bạn Chắc là chúng ta chỉ chơi hát được thôi ừ, Một con Epic mà Các bạn, tại vì có con đam chính đó các bạn Nó là cái con Epic ừ, Còn cái con kia là cái con gọi là ừ, gì ta? Legendary đúng không? Ừ, cho nên là chắc là chơi hát với lại Faster Mode thôi ừ, không có thể nào mà gọi là chơi khác hơn đâu Ngàn 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 Rồi kết hợp với đó thì đương nhiên rồi các bạn Bùm phải có thêm những cái con unit khác như cái con này nè Con này đẹp về đạn đầu ok lắm nha các bạn DJ Man đẹp cực kỳ ổn luôn chứ không phải là khơi khơi đâu nha Rồi chúng ta hãy say say anh tịch lên để chúng ta phàm tiền Từ từ đừng có gấp Khoan các bạn ơi bùm auto skip luôn đi cho nó lẹ Ủa Ê ba con này lọt hả Ôi ơi bác con này lọt rồi các bạn ơi Xây 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 thêm Xây thêm đi gì Đi đi chay men bầm đi ừ, 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 ừ. Quá trời mấy con quỷ yêu này nó nhiều máu quá này. Quá thể quá thể nó nhiều máu rồi 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 nhưng mà không sao các bạn bầm giải quyết được yên tâm bầm farm tiền lúc đầu này có thể là nó hơi nó hơi cà giật cà giật một xíu thôi nhưng mà sao dẫn được dẫn được cái con dj bầm này nó vẫn giải quyết được những cái con này hai con coi má bầm có hai con rồi mà các bạn rồi thậm chí là quay sau đó nghe các bạn bầm ấp cái con này lên luôn ừ, chúng ta đép đi con này nó đánh được aoe nha và bầm hiện tại bầm khoan bầm tắt auto skip đi để bầm, bầm cập nhật thêm một cái vấn đề mới dành cho các bạn nè a à, các bạn ơi bây giờ cái dps nó đã có ở ngay đây luôn rồi nha các bạn. Nó tiện cho chúng ta theo dõi hơn rồi đó. Ừ, trong cái cập nhật lần này như vậy là cũng tốt đó, cũng khá là ok, đó cũng biết gọi là hả thay đổi để mà nó hay ho hơn á. Nhưng mà có một cái vấn đề bùm vẫn thấy là nó dở ở đây. Các bạn biết nó là cái gì không? Ừ, tại sao không để cái số lượng unit mà chúng ta xây là bao nhiêu? Để y nguyên như vậy hoài là sao? Cái số lượng unit của người ta là bao nhiêu? Tại sao không đưa cho người ta biết? Ừ, kỳ lạ, kỳ cố kỳ đời. Thôi nhưng mà thôi như vậy nè các bạn Chúng ta đã có thể xây dựng được Cái con lá TV speaker bầm rồi ừ, Các bạn thấy không Cứ lần nào mà nhìn thấy Mấy cái thiết kế của mấy cái con toilet bên này Là bầm cảm giác là nó tuyệt vời lắm các bạn các bạn nhìn bề ngoài của cái con lát tivi speaker bầm này đi Ôi, ôi nó chibi mà, nó dễ thương một cái cực kỳ luôn Các bạn thấy mấy cái loa tím tím rồi này kia, các kiểu à Ở phía sau rồi này kia ừ, Nói chung là đẹp đẹp nhưng mà thôi từ từ Để bầm gọi là farm thêm đi, bầm thấy gọi là hả nó có thể nó đép cũng được rồi thì chúng ta farm thêm mé và chúng ta gọi là chúng ta đọc ừ, đọc được cái gọi là cái lượng đam nha con này đam là 122 tầm đánh 16 và khu cool đau của nó là một giây ok ok thì cái việc xây nó bốn trăm rưỡi thì nó cũng tương đối là nó nhiều tiền đó các bạn ừ, chứ nó không hề đẻ nha bùm thử úp nó lên level hai à quên nó nữa đánh nào e con này ngon cái nó là nó được cái nó đánh đau e đam level không lên level 1 là bây giờ là đam 200 ừ, tầm đánh 20 và khu đa về chỉ còn 0.8 vậy thôi ok đó nghe các bạn aoe à, oh, mà như vậy là ok lắm luôn đó chứ không phải khơi khơi đâu nhưng mà thôi bốt ra rồi các bạn ơi chúng ta phải xây spotlight chúng ta phải xây spotlight và chúng ta up lên để gọi là làm chậm lại con spotlight rồi có một số tiền còn lại đó bùm phải farm thêm các bạn ơi không farm ổn đâu rồi bây giờ chúng chúng ta lại up cái con này ha. Ok, up từ level 1 lên level 2 là 600 tên ấp um, lên lúc này đam của nó là 250 tầm đánh 22 côn đào 0.6 và bây giờ DPS không cần phải gọi là tự nhân nữa nó nhân cho mình trăm 417 ừ, um, có nghĩa là mỗi một giây như vậy đó nó gây ra 417 bảy ừ, mm, ngon 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 nghe các bạn quá tuyệt vời luôn để khoan 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 đợi, đợi xíu đi đợi xíu đi để 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 farm thêm tiền rồi biết đồng hồ nữa thiếu tiền người... Úp con này không được sao không nó cũng phải, phải từ từ chứ từ từ chứ hồi bây giờ nè đi chơi này không cần thiết nữa bán đi chỉ cần để cái con lá TV speaker bầm ở lại thôi ừ, nó bắn ra cái sóng âm các bạn thấy đẹp không rất là tuyệt vời luôn mỗi lần mà bùm chơi cái game này mà nhìn thấy mấy con unit đánh nó, cái cảm giác nó chiêu không thể diễn tả được các bạn các bạn nhìn nhìn kỹ nó chua 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 sao đánh con cái một điểm mấy cha Thôi 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 thôi, up lên, up lên, up lên, level 2 lên, level 3 1350 tiền, up lên Đam lúc này là 375 Tầm đánh 26 ừ, Tầm đánh cũng ok đó các bạn Và cooldown vậy cũng có 0.4 Ui ừ, ui Đa mục tiêu mà cooldown 0.4 là nó tuyệt vời lắm đó nghe các bạn Với số tiền up của nó như vậy cũng rất là ngon luôn Và đặc biệt là hồi nãy bùm đọc cái kỹ năng đặc biệt của nó rồi đúng không các bạn Đam rất là cao Đam rất là cao Hiện tại DPS ở level 3 của nó là 938 ừ, Ngon lành ngon lành Nói chung là sự kiện lần này mà cho cái con Legendary như vậy là bầm ưng cái bụng. Cứ cái gì mà AOE mạnh là bầm bảo đảm là nó ngon. Không có cần phải nấu cái gì nhiều cho Rồi, từ 3 lên 4 chỉ có 2150 tiền thôi. Mát rồi đó các bạn. Dam lúc này là 5000, tầm đánh 32 khuôn cool down về 0.2, DPS hiện tại của nó là 2500. Ok chưa? rồi bây giờ chúng ta đã biết được về cái sức mạnh cũng giống như ngoại hình đồ này kia các kiểu các kiểu của con này rồi cái vấn đề còn lại là chúng ta đợi con bốt này tới và chúng ta chơi thử cái skill xem nó mất máu như thế nào chơi kêu lên chơi, 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 chơi ở ờ, cái kêu nói chung là nó tạo ra một cái gọi là hồi nãy đọc coi đúng không nó tạo ra một cái đòn đánh sóng âm á các bạn 15 lăm ngàn đam nha ừ, thì hồi nãy cái con hồi nãy là ba chục ngàn đam mà rồi... sống hồi là chết luôn đó ok nói chung là mạnh và cái cool down cái skill xì, xì này rất là nhanh các bạn các bạn gọi là chỉ cần mười mấy hai chục giây là có thể là là hồi lại rồi khoan 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 để 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 bùm chơi lại lần nữa cho các bạn xem nè để chút chút chú. rồi khoan 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 con này tới chắc không kịp tới đâu nhưng mà để coi con đào nhiều nha ba chục giây ba chục giây là có một lần kêu quá tuyệt vời luôn các bạn quá quá tuyệt vời luôn rồi bây giờ là bầm nghĩ là với số lượng tiền giống như vậy đó là mình có thể là mình xây được rồi là nhiều rồi nhưng mà chưa tại sao chưa à tại vì chúng ta vẫn còn nhân vật tiếp theo bùm nghĩ là bùm xây ở ở đây đi tại vì nó có hiệu ứng chấm tool ở đây nè các bạn à hiệu ứng này là cái hiệu ứng gọi là tự kích hoạt à nó là nó giống như con medit đó nãy nói rồi mà cái con này nè hơn cái con medit ở chỗ là nó có đam nghe các bạn nó có đam đó chứ không phải là nó đứng chơi không đâu ừ, người ta gây đam đàng hoàng các kiểu đó nghe ừ, xây lên là 250 lúc này là đam 1000 tầm đánh 20 khuôn đào hai giây đương nhiên rồi nó có hiệu ứng giải tool mà các bạn thì bây giờ gọi là đòi hỏi cái đam con này cao làm sao được đúng không? rồi hỏi nó quá nhanh sao được? Ừ, các bạn các bạn thấy đâu? các bạn thấy hiu lơ ờ, đúng đúng bài hiu lơ luôn ừ, đúng bài gọi là hiu lơ TVV bầm luôn. nó hồi nãy các bạn thấy nó xanh 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 lên nằm để chút nữa đi chút nữa bầm cho các bạn coi lại nhưng mà bây giờ chúng ta phải uh... Up lên lên level 1 nha từ level 0 lên level 1 Đam đã cải thiện rồi Cooldown cũng cải thiện nhiều rồi Bây giờ đam là 250 Tầm đánh 25 và cooldown của nó 1.6 vậy Rồi bây giờ nè Up từ level 1 lên level 2 1250 250 tiền cũng nhiều nha các bạn Ê ê ê Nó chơi kêu kìa các bạn ừ, Thấy không Thấy kia mấy dấu chữ thập được Mấy dấu chấm than rồi này kia nhảy 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 nhảy, nhảy người không ừ, Đẹp đẹp Thấy kia đẹp quá Thiết kia đẹp quá ơi Cái mũ cái mũ của bác sĩ rồi này kia Y tá rồi này kia đó các bạn Healer TV rồi này kia cái kiểu đó ừ, nhìn phía sau nè ừ, áo và lưu rồi này kia trong màu xanh nghe mà. rồi thôi up level 1 lên level 2 là 1250 tiền up lên ừ. lúc này đam của nó là 500 tầm đánh 30 và khuôn đào của nó là 1.4 giây nói chung là tầm đánh nó xa đam cũng tương đối tốt đó các bạn DPS ở level 2 là bây giờ là 357 ừ. tiếp theo Up lên à, đam là 750 Ủa vậy thì đam cũng cao mà Ngoài cái hiệu quả của cái việc là nó chống tuôn nó giải tuôn đó Đam cũng được mà các bạn Thấy chưa Nó giải tuôn ok ổn định mà đam cũng được đó nha ừ. 3 lên 4 Bắt ừ. Mát trời đó các bạn ừ. Ngon chưa ngon chưa Đam lúc này là 1 ngàn ừ. Tầm đánh 40 và côn đào một giây Tóm lại con này nói là một cái con hỗ trợ thiệt nhưng mà nó đam cũng tốt và các bạn mình nghĩ là các bạn nên chuyển nó qua chế độ strong gate để nó đánh mấy con nhiều máu ok không và chúng ta khi mà chúng ta xây nó đó, đó, thì khi chúng ta xây unit còn lại đó chúng ta nên xây nó ở ngay giữa và nó bao chọn những cái unit còn lại để nó giải tuôn cho những cái con đó những cái con khác à, nó sẽ là một cái con unit bắt buộc phải có trong đội hình tại vì giống như các bạn chơi cái map insane đó các bạn những cái con toilet nó tuôn rất là nhiều lần thì phải sử dụng cái con này thì bây giờ nó phải có giải tuôn thì hồi lúc trước nó không có giải tuôn thì bây giờ người ta ra cái con unit giải tuôn đổi rồi không xài người xài có cái con gì đúng chưa đúng chưa mà các bạn thấy không ở quay thứ 21 và bùm đang làm faster đúng chưa các bạn còn 27.000 tiền bầm chưa hề xây cái con gọi là lát uh, gọi lát TV speaker bầm lên nhiều nữa mà mấy con ba chục ngàn máu này là nó giải quyết gọn nhẹ và bầm còn chưa kiểu chơi kêu đó Ơ chơi kêu bạn ấy ngon thôi thì bây giờ như thế nào các bạn chúng ta lại tiếp tục xây đi chúng ta lại tiếp tục xây đâm chính thì con này là đâm chính khỏi nói nhiều có bao nhiêu tiền các bạn xây hết lên cho bầm đừng ngại ngung gì cá đừng ngại ngung gì cá xây hết lên cho bầm farm tiền tới mức đó là bầm nghĩ là cũng ok lắm rồi thậm chí là chúng ta có thể là chúng ta xây thêm slow đi ha chúng ta up slow lên mát right, rồi ok thì ở bên này bầm nghĩ là bầm sẽ xây thêm một cái à, bạn healer TV TV bầm nữa để mà có thể là giải tù à ok không ừ, bây giờ thử auto skip đi các bạn tuy là chúng ta chưa mát được hết tất cả những cái con unit nhưng mà bầm nghĩ là có thể auto skip được đó các bạn và chúng ta thử quan sát xem liệu rằng khi kết hợp giữa cái con gọi là lá TV speaker bầm với lại cái con healer TV bum, Thì nó có thể chơi được cái map hát Faster Auto Skip từ đầu đến cuối không nghe Nói chung là những cái quay hồi nãy đó Bầm không Auto Skip là bởi vì bầm muốn chậm lại Để mà bầm review cho các bạn rồi Nhưng mà, mà, cái đam cái con này nó quá mạnh rồi Các bạn cũng thấy rồi đó đúng không Thì bầm nghĩ là khúc đầu Auto Skip Nó chả có ảnh hưởng gì các bạn Nó không có cái vấn đề gì đây cho nó ừ. Mà bây giờ mỗi quay chúng ta được Rất nhiều tiền, rất nhiều tiền chúng ta xây up mát cực kỳ nhanh luôn các bạn không phải nhanh mà lá kỳ nhanh luôn các bạn ừ, nói chung unit lần này ổn định nha các bạn Rồi khoan chơi skill đi cho nó đẹp ừ, chơi skill ú con này à, quên quên spot lại nó nhấp động con spot lại nè 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 nhìn nè nhìn nhìn, nhìn, nhìn bùm, bùm, bùm. chơi skill nè các bạn ú xoay 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 mở rộng ra chơi skill lại nè xoay 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 <laughs> khổ nó nhiều khổ nó nhiều xây lên luôn ủa 15 unit rồi các bạn 15 unit rồi mát rồi, má trời thì bây giờ bầm sẽ tiến hành gọi là bùm bán dần những cái con gọi là sai anh luôn à bán dần sai anh rồi chúng ta bổ sung lại tiếp tục cái con số à, cái con này à là tv speaker bầm ừ, dễ dàng thôi các bạn đâu gì đâu khó khăn đấy quay 27 mươi đó các bạn xây ra ngoài này để gọi là gì phát dương quang đại luôn không có cần thiết phải núp bóng núp lẻ bóc gì cho nó Xây ra đây quánh liền Toilet luôn ừ, Chặn đầu giết liền luôn Khỏi nấu nhiều Và nha và nha Hiện tại nó đang ít 2 đó các bạn Nó đang ít hai xem đó Cho nên đó là các bạn Rất là nên vào vô game Và chúng ta farm đi Chúng ta farm đi rồi Chưa đâu còn mấy con quỷ yêu kia nữa Mấy con kia mới là dữ Mít thích gửi 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 Gốt ly rồi này kia các kiểu Ồ, Mấy con kia mới là cái thứ dữ à, Đây nè đây nè đây nè 240 ngàn máu này các bạn Quan trọng là cái con này nè à, Bùm chơi bùm chơi skill ha bùm thấy nó bùm chơi skill nha nó 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 ừ. nó giải giải tuôn giải tuôn ủa sao giải tôi kì vậy sao giải tôi mà không thấy giải gì trên vậy chàng ôi ôi giải tuôn nỉ quá vậy nói chung là nhìn như vậy thôi chứ không thua được đâu các bạn bên đây bùm con một đống một mớ mà hả ờ ơi nó tuôn vô con tuôn luôn nè các bạn à đây 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 nè chạy chị nhấp vô đây giờ mới nhìn thấy nè các bạn nhấp vô đây nó có cái, cái 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 ghi lên là nè à, stone hill của nó nó nghe các bạn ha rồi thôi nói gì nữa cái con này qua bên này còn có 300 trăm máu là là ra đi chắc rồi cái bên này còn đánh được đây còn đánh được đây còn đánh được không, không hiểu sao nè 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 chơi skill cho mày lụm tiền nhầm nhầm ủa quên quên, quên, quên. Bày, bày bày còn 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 mấy con chứ nhưng mấy con này nó không phải là vấn đề có cái gì đâu ui ui nên 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 lầm tiền rồi ok các bạn bùm vừa review hai cái con unit lõ nhất trong cái đợt ít lần này của cái game skibi tower defense nha chúng ta vẫn còn hai con nữa là cái con speaker upgraded titan speaker man trời ơi thiết kế quá trời đẹp với con gì nè chi titan bùm Quá wow, trời ngon quá, wow, trời đẹp rồi các bạn ơi. Thì á, nếu mà các bạn muốn xem cái video review về hai con đó thì chắc chắn Bùm sẽ farm và Bùm sẽ cố gắng có hai con đó và sẽ có cho các bạn ở những cái video tiếp theo. Cho nên là nhớ lại, nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông cái kênh Bùm Roblox nghe. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ thì bye bye.